chuyện tình báo Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 7 Tiểu thuyết phản gián Vùng biển, sóng gió Việt Minh Kim Sơn ngay lập tức có cuộc hội ý mời thêm bên bộ đội và công an. Vấn đề được đặt ra tại sao xác tiên dung không đưa về gần nhà thờ mà lại đặt gần đồn công an và nơi đóng quân của trung đội vệ quốc đoàn lâu nay chúng muốn nhổ cái đồn công an và đồn về quốc đoàn này đi chúng muốn công giáo nắm chọn quyền kiểm soát phát diệm nên còn muốn bỏ cả các cơ quan việt minh kim sơn nữa nhưng vì chúng đã gài được vào ủy ban kim sơn những người của chúng nên đối tượng bây giờ chỉ là hai cái đồn kia thôi lâu này đồn lại nằm ở bên kia cầu Dân lương đông hơn dân đạo Chúng chịu bó tay Này nhân vụ tên dung Chúng có thể huy động hàng vạn giáo dân Quanh vùng về đây Chúng sẽ dở dối gì đây Đối với công an và vệ quốc đoàn Điều này cán bộ phải liệu trước Tổng bộ công giáo đã loan tin Công an bắn tên dung Và vứt xác xuống sông Tin này làm giáo dân cảm phẫn Gây chia rẽ sâu sắc giữa công an với nhân dân. Hậu quả tai hại đến đâu chưa lược hết được. Trước mắt, lực lượng vệ quốc đoàn phải sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất. Đội công an cần cất giấu tài liệu công an viên hết sức đề phòng. Ủy ban Kim Sơn sẵn mời y sĩ bên bệnh viện cùng với hai đại diện tòa giám mục mở cuộc khám nghiệm tử thi. Sự thật thế nào in ngay bố cáo dán ở các ngã đường cho dân biết. Cuộc hội ý khoảng nửa giờ, các cơ quan tranh thủ về ngay, bắt tay vào việc. Bên Tổng bộ Công giáo, mở lễ an táng của tên Dung, trọng thể, có lễ hữu từ chủ sự. Khi khám nghiệm xác hắn, hội đồng khám nghiệm chỉ thấy vết sức ở trên đầu. Theo tên y sĩ, vết sức đó là do khi đánh lái cano đang chạy, xác tên Dung bị quấn vào bánh lái đánh trúng đỉnh đầu. Viện y sĩ kết luận, vết sức không phải là do bị đánh đập gây nên Vậy mà tổng bộ công giáo vẫn cho in bích trương niêm yết khắp nơi đường phố vu cáo công an giết dung Suốt ngày giáo dân ở các vùng un un đổ về phát diệm Năm giờ chiều Lê Hữu Từ cùng đoàn tùy tùng có các linh mục, chúng sinh và các hội đoàn đi tới Họ mời cả chủ tịch Việt Minh Kim Sơn Nguyễn Văn Ái và trung đội trưởng vệ quốc quân Nguyễn Văn Hoàn đến dự Bà Hiền cũng đi theo Lê Hữu Tử Chiếc hòm đặt xác lên dung Sơn màu đen Phù cờ vàng hội thánh Được đặt giữa ngã ba đường Thượng kiệm chợ nam dân Đường lớn ngõ hẹp Tất cả đều đông nghiệt giáo dân Trinh sát và tự vệ Của tổng bộ công giáo Giấu súng ở trong áo Làng vàng khắp nơi Lê Hữu Tử trong phẩm phục hành lễ Ngồi trước xác chết cái xác mà y đang lẩm bẩm cầu nguyện chúa nhận làm thánh tử vì đạo y ngồi để chứng kiến giáo dân lớp lang diễu hành trước hòm đựng xác của tên phản động hàng vạn nắm tay dơ cao cuồng tín đằng đằng sát ký kêu gào diệt cộng những lá cờ hội thánh màu vàng ủ rũ thét gào như điên rồi lại đọc kinh tiếng kinh hòa trong điệu kèn rên rỉ Linh mục đoàn thư bước lên diễn đàn đọc văn ca ngợi chiến tích của tên phản động vì Chúa đã đem hết sức mình phục vụ Đức Cha Lê để rồi bị sát hại. Y đồ tại công an Việt Minh đã bắt tên Dung, tra tấn dã man rồi đẩy xuống sông. Chưa hết bài điếu văn thì đã có tiếng súng. Toàn người nhốn nháo, tiếng đà đảo công an Cộng sản hòa với tiếng kêu thất thành. Cộng sản ám sát Đức Cha, đàn bà trẻ con tìm chỗ ẩn nấp trên đường bọn vệ sĩ chạy đi chạy lại trong khi đó vài nghìn giáo dân diễu hành qua xác của tên dung đã sang bên kia cầu chỉ chính vây đột công an số vệ sĩ và giáo dân trên cầu bên này tràn vào phòng thông tin của chính phủ đập phá bàn ghế xé sách báo bích trương lễu từ được dìu vào một điểm canh gần đó bên cạnh từ có đoàn độc thư ba hiền chủ tịch Việt Minh Nguyễn Văn Ái và trung đội trưởng Hoàn. Bọn vệ sĩ chạy vào điểm quát. Lôi cổ mấy tên cộng sản ra đây. Lê Hữu Từ, đoàn đầu thư tỉnh khô, không tỏ thái độ phản đối. Trong khi chúng mời hai đại diện của chính quyền và Việt Minh Kim Sơn đến dự lễ. Bà Hiển biết mình cần phải làm gì. Ông nghiêm nghị đứng chặn ở cửa điểm. Anh em không động đến nhân viên chính phủ Bọn chúng nhận ra ba hiền Lên lét quay ra Ba hiền đợi cho chúng đi khuất Mời Lê Hữu Tử và các vị khách Theo lối xóm để tỏa giám mục Ông nói nhỏ chỉ cho trung đội trưởng hoàn Con đường khuất Ở phía sau tỏa giám mục Có thể đi tắt sang thôn lương Rồi ba hiền đứng án ngữ giữa đường Đề phòng bọn vệ sĩ Làm gì nguy hiểm Đối với các cán bộ chính quyền Nhưng ba hiền bỗng nghe tiếng ồn ào Ở phía sau mình Một toán vệ sĩ đông đến ba chục tên đã lội tắt qua ao và vườn ở các nhà trong phố đuổi kịp những người ba hiền vừa đứng ra bảo vệ chúng kéo áo một đồng chí vật đồng chí ngã giữa đường và dùng gậy đánh chết ngay tại chỗ thấy nguy trung đội trưởng hoàn bèn lao vút về phía trước nửa giờ sau anh về đến đồn vệ quốc quân phát lệnh báo động và gọi điện cho yên mô yên khánh gửi thêm quân về tiếp ứng giúp bảo vệ an ninh trật tự biết người của mình đã đánh chết chủ tịch Việt Minh Kim Sơn, Từ và Thư cứ thản nhiên dạo bước. Bà Hiền không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Ông đứng lặng đi giữa dòng người huyên náo, nhưng chợt nhớ về vai trò của mình, ông trở nên bình tĩnh. Lấy tư cách huấn luyện viên, chỉ huy, người tín cận của Đức Cha, bà Hiền trách cứ. Ai bảo các anh làm việc này? Giết chủ tịch Việt Minh Kim Sơn, các anh đã làm sai kế hoạch của đức cha mất rồi. đổ cho việt minh cộng sản giết anh dung, nhân lễ truy điệu anh dung để kích động giáo dân chống chính phủ. bà điếu văn cha thư chưa đọc xong, chính các anh đã lại giết người của chính phủ. việc lớn thế này là không hết rồi. đức cha sẽ trả lời sau về cái xác chết này sau đây. bọn vệ sĩ ngơ ngác, có đứa vừa nhúng tay vào máu, vội lùi xuống ruộng về nhà. Bà Hiền liền sai mấy tên khỏe mạnh đưa xác đồng chí sang bệnh viện bên kia cầu. Tại có việc ở bên Nghĩa Hưng, nghe tin công giáo phát diệm bạo động, giết cán bộ, nóng ruột quá. Tuy đã sập tối, anh vẫn phải Kim Sơn. Sự việc xảy ra lúc chiều đảo lộn các kế hoạch của tổng bộ công giáo. Chúng chỉ định dùng số đông giáo dân gây sức ép cho công an và chính quyền ta. Nhưng vì kế hoạch không thống nhất từ trên xuống dưới mới vào cuộc. Bọn vệ sĩ đã nổ súng, gây nên nợ máu. Khi nghe tiếng súng, đàn bà trẻ con đều bỏ chạy về nhà. Một số người ở các xứ họ xa bị những cô bộ, xứ bộ thúc ép lên phát rượu. Thấy mình chẳng tội gì phải nán lại trong cái vòng nguy hiểm kia. Cũng rút dần, chỉ còn lại bọn vệ sĩ phát rượu, mấy chục tên đứng gác ở đầu cầu chỉ chính. Gần trăm tên vây đột bút công an. Đêm tối, bầu trời kim sơn nóng nực, mây đen kịt, đường phố không một bóng người, không một ngọn đèn. Thái gửi xe đạp vào một nhà quen ở phố Kiến Thái, lẹn lối sau, trèo tường vào đồn công an. Nhà dưới tối om, quang quẻ, bàn ghế đã được thu gọn, dùng làm vật chắn lối cửa trước. Thái lên gác, cửa gác đã được chèn kỹ, trên gác có tiếng động thái khẽ miệng thò vào cửa và nói nhỏ trên đấy có ai không ai hỏi đấy thái đây những tiếng reo hỏi to à anh thái anh thái đến trên gác thu dọn mở cửa thái vừa đặt chân lên sân nhiều người đến ôm lấy anh mừng rỡ một ngọn đèn vặn nhỏ li ti đặt ở giữa sân thái nhận ra những khuôn mặt quen thuộc Đồng chí đồn phó kể cho Tái những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Đồng chí trưởng quận cũng đang có mặt ở Kim Sơn. Tái hỏi tỏ vẻ lo lắng. Thế anh ấy đâu rồi? Ở trên đồn huyện quốc đoàn. Anh em cho Tái biết. Được tin công giáo có thể làm khó cho đồn. Chúng tôi đã bàn kế hoạch bảo vệ chu đáo và phân công từng anh em cụ thể. Đồng chí trưởng quận có dự bàn anh em đều sẵn sàng làm nhiệm vụ. một công an viên nói thêm, nhưng chúng tôi không muốn các đồng chí phụ trách ở lại đây. chúng nó giết được đồng chí Ái thì cũng có thể giết các đồng chí khác. mình bắn vào họ lại không cốt lợi cho chính sách đoàn kết. anh em chúng tôi yêu cầu các đồng chí đó sang trại Vệ Quốc đoàn. Thái nghe kể tiếp. lúc chiều chỉ nghe tiếng công giáo kêu gào diệt cộng đà đảo công an. đối với bộ đội chúng hô. Bộ đội là nhân dân Yêu cầu bộ đội đứng về phía nhân dân Do đó anh em cho rằng Chúng sẽ chẳng đụng đến trại vệ quốc đoàn Thái cảm thấy an tâm dần Anh ở lại đồn công an Sáu người trả chiếu Ngủ trên sàn gác Một người đứng gác Trên cửa sổ nhìn xuống đường Một người gác ở lối sau Bức tường Thái vừa trèo qua Anh phát hiện đây là một sơ hở Đến nửa đêm Theo bà con ở trong phố mật báo công giáo đã vây dày đặc phía cầu trì chính và dọc bến đỏ. Công an đặt vấn đề. Chúng rằng bẫy bắt người của ta chăng? Hỏi và điều tra, thêm lại biết. Phía hòa lạc, vệ sĩ công giáo cũng đã giải dày đặc trên đường 10. Anh em đề nghị Thái giúp kế hoạch đưa trưởng quận và đồn trưởng công an ra khỏi phát diệu. Thái bàn, lợi dụng lúc trời chưa sáng, bọn vệ sĩ gác suốt đêm và dãi nắng cả ngày mệt không còn tỉnh táo nữa hoặc đã lăn ra ngủ đưa hai đồng chí đó lộ ruộng ra bờ sông ngược phía ninh bình bọn vệ sĩ chỉ chú trọng quàng đầu cầu trì chính và con đường mười nên bỏ trống được sông một chiếc thuyền câu nhỏ sẽ đón hai người đưa về ti an toàn anh em lo lắng không biết tìm đâu ra thuyền trong lúc nhà tờ mới buông hột chuông tứ nhất thái cười bảo cứ đưa đến chỗ cây si cổ thụ đấy thấy cái thuyền câu nhỏ nhỏ đỗ ở bến bờ thì lên có mình ở đấy lo gì đội võ công an nhận nhiệm vụ lèn sang trại vệ quốc đoàn tổ chức đưa trưởng quận và trưởng đồn ra bờ sông còn thái đi lối ra kim đài vòng về bờ sông ở ngã dưới cách cầu chỉ chính khoảng 500 thước thái cởi quần áo đặt lên cái nón rồi lẹ làng bơi qua sông gần chợ Nam Dân, chỗ ở bờ sông, có một chiếc lều vịt và một cái vó bè, một con thuyền nhỏ buộc cạnh vó bè. Trong bóng tối, Thái đằng hắng khẽ, có tiếng cựa mình trong cái bè, vó đã buộc lên cao. Ai đó? Giáo Thái. Ôi, anh ra đây làm gì? Làm cách nào anh đến đây được? Mình bơi qua sông, đang chẳng như nhộng đây, để mặc quần áo đã, rồi tính chuyện sau có tiếng gà eo óc gáy ở một xóm nào xa xa trong lều vịt một que diêm được đánh lên soi tỏ mặt người đang hút thuốc lào anh ta mắt lé anh lấy thuyền đưa tôi về ninh bình đi ngay kẹo sáng mất giờ này chúng đang lan ra ngủ như chết Tàng gác thì chạy mạng anh để tôi chui vào khoang chèo thuyền rất nhẹ ra giữa dòng qua cầu trì chính chúng không làm gì nổi đâu thái lên thuyền thuyền được trọng ra giữa dòng rồi hai cái bơi trèo khỏe rất nhẹ thuyền trôi qua cầu thấy bóng cây si từ xa thái bảo ghé thuyền vào bờ có hai đồng chí nữa ai đó cánh ta người lấy mắt cười đôn hậu quá trưa thuyền gặp một đoàn cano xuôi phát rượu lá cờ đỏ sao vàng bay trên mũi chiếc cano đi đầu đồng chí trưởng quận công an reo lên phái đoàn trung ương về phát diệm thái thấy trên chiếc cano đầu có một bóng áo trùng thâm anh nhận ra linh mục phạm bá trực phó ban thường trực quốc hội linh mục trực đang cười nói chuyện với các bộ trưởng chính phủ chung quanh toàn cán bộ cao cấp có nhiều vệ quốc quân đứng hộ vệ họ gác cả tiểu liên trên nóc cano chiếc cano đi sau càng đông người thái thấy một anh vệ quốc quân mặc đồ kaki đội mũ ca lô đeo một khẩu súng tiểu liên thái gọi thắng thắng người lê hữu từ đặt giá cho ai bắt được giải với tổng bộ công giáo lần này công khai về phát diệm thời cuộc việt nam vẫn đang biến chuyển cao ủy bô la đọc diễn văn ở hà đông bọn việt gian biểu tình ở sài gòn ủng hộ bảo đại lê hữu từ lập các đoàn phái về các xứ đạo đổ lỗi cho nhân viên chính phủ gây nên vụ lộn xộn phát diệm chúng còn công nhiên đọc bài diễn văn của bô lết và giải thích tuyên ngôn của bảo đại sau vụ phát diệm phái đoàn chính phủ do phó trưởng ban thường trực quốc hội linh mục phạm bá trực cầm đầu có thêm hai bộ trưởng chủ tịch tỉnh ninh bình và đoàn tùy tùng đã đến kim sơn Lễ hữu từ tiếp đón trọng thể có ý thanh minh việc vừa xảy ra là do sự bồng bột của một số giáo dân hơn nữa lần này đến kim sơn linh mục phạm bá trực có mang thư của hồ chủ tịch gửi lê hữu tử lời lẽ trong thư thật ôn tồn đúng đắn nói lên cả tấm lòng khoan dung cao cả của vị lãnh tụ tối cao dân tộc khiến lê hữu tử không thể làm gì khác hơn thư viết chủ tịch phủ gửi cụ giám mục lê hữu tử phát diện thưa cụ trong hiến pháp ta đã định rõ tín ngưỡng tự do nếu ai làm sao hiến pháp khiêu khích công giáo thì sẽ bị phạt cha cụ không bao giờ tin rằng việt minh chống đạo vì cụ thừa biết việt nam độc lập đồng minh là cái cốt của đoàn kết tất cả đồng bào để làm cho tổ quốc độc lập chứ không phải chia rẽ phản đối tôn giáo mà tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng đồng bào công giáo chống việt minh vì hơn ai hết đồng bào công giáo càng mong cho tổ quốc độc lập theo khẩu hiệu phụng sự thượng đế và tổ quốc những sự xích mích nhỏ giữa một số đồng bào tuy là đáng tiếc vì đạo đức giáo hóa chưa được phổ cập không thể động chạm đến sự đoàn kết của chúng ta tôi chắc cụ cố vấn lão thành và thân mến của tôi sẽ hết sức giúp đặng triệt để hoàn thành đại đoàn kết toàn dân không phân lường giáo chỉ một tâm lo chống ngoại xâm nhờ cụ cầu chúa ban phúc cho nước nhà đi đến kháng chiến thắng lợi lời chào thân ái khôn ngoan Lễu từ gửi thư luân lưu số 122 về các sứ đạo thư in làm nhiều bản cố ý để thư đến được tay cán bộ chính quyền từ viết các việc xảy ra ở văn hải phát diệm biết đâu chẳng có bàn tay bí mật của bọn phản động giật dây. Cụ Hồ Chí Minh đã thấu hiểu mưu mô của bọn phản động. Cũng như tôi, cụ đã đau lòng và lo ngại trước những sự việc đáng tiếc xảy ra, có hại cho sự đoàn kết giữa công giáo với chính phủ, để hàn gắn và làm êm dịu ngay những vết thương chia rẽ ấy. Vừa đây, cụ đã phái đặc nhiệm ủy thân tín là cha Phạm Bá Trực phó chủ tịch ban thường vụ quốc hội về thảo luận với tôi xin các cha truyền cho bổn đạo phải kính trọng và tung phục chính phủ đừng có thái độ khiêu khích bất cứ trong ngôn ngữ cử chỉ hành vi kẻo rồi cái sẩy nảy cái ung hạt gắn không kịp tình thế hiện nay rất nghiêm trọng nếu người công giáo không khôn ngoan trong hành động đó là điều tôi hết sức khuyên can giám mục Lê Hữu Tử. Nhưng đó là bề ngoài. Sau vụ phát diện, như đã lượng được sức mình và biết khó có thể lợi dụng được đa số giáo dân gây những vụ lộn xộn lớn. Tổng bộ công giáo tính cách các Hồi này dân tản cư từ Hà Nội và các tỉnh về phát diệm khá đông. Người bên lương cũng nhiều, có cả trí thức. Những hoạt động công giáo có khi còn bị chê bai. Ví như những bài viết trên báo tiếng kêu, nhiều thanh niên trí thức sống ở phát diệm cho rằng báo lá cả những bài thơ làm như vẻ những bài báo văn chả ra gì lê hữu từ nhân danh cố vấn chính phủ viết thư xin chính phủ lập một an toàn khu công giáo nhỏ bé gồm xã phát diệm ăn từ mặt phố phát diệm khoảng gần một km tính theo chiều ngang và chạy dài chừng 3 km tính theo chiều dọc ba mặt đều bao bọc bởi ba con rạch ngăn cách các họ đạo phát ngoại phú vinh trung lưu phương nhà trung và tòa giám mục là trung tâm điểm trong khu vực này lễ hữu tử có toàn quyền tổ chức cơ cấu phản cách mạng chính quyền không xâm nhập được vào thư gửi đi tuy chưa được trả lời họ vẫn coi như sự việc đã rồi lễ hữu tử còn thông báo sang ủy ban kháng chiến hành chính kim sơn nhân danh cố vấn chính phủ. Các hàng rào càng được ken dày hơn, các nẻo đường vào an toàn khu công giáo đều được dựng thêm nhiều tròi canh, có vệ sĩ túc trực ngày đêm và tất cả mọi cơ cấu của tổng bộ công giáo hoạt động phản cách mạng công khai. Nhiều phần tử phản động nguy hiểm, các tên đầu sỏ đảng phái chính trị thoát khỏi các cuộc truy bắt như vụ ôn như hầu Hà Nội và các nơi khác đều chạy về nằm trong khu này để rồi lại tỏa ra các khung xung quanh xây dựng lực lượng chống đối tuy nhiên những việc làm của chúng vẫn không qua được mắt công an tin tức từ bên trong vẫn đều đặn gửi ra ngoài qua thu trang sự người kéo vó bè mắt lé ở bến chợ nam dân ông bà quan. Thì công an có thêm tin một số tên cầm đầu các đảng phái phản động hà nội thành hóa nghệ an vinh đã chạy về khu an toàn phát diệm rồi được điều về các sứ bộ hoạt động theo quan điểm của hoàng quỳnh tập trung mọi hoạt động của công giáo ở phát diệm khác gì lại ông tôi ở bụi này khiến cho đối phương dễ bẻ gãy mình trong lúc ở nhiều xứ họ khác có thể hành động tốt lực lượng mình lại mỏng nên phải nới rộng ra thúc đẩy các sứ hành động bộ tham mưu các sứ này dần được tăng cường nhiều cán bộ đảng phái đến tiếp sức các đảng phái gây dối lúc này là duy dân việt quốc dân tộc việt cách xã hội đông đảo nhất có bọn việt quốc sau khi thất bại trong vụ ôn như hầu hà nội chúng lại đem những bàn tay vấy máu vào đất đạo theo tổng bộ công giáo đám này có kinh nghiệm chiến đấu hơn dân địa phương thái nắm khá chắc địa bàn hoạt động của chúng bản báo cáo của anh gửi về ti được lưu khen vì rất cụ thể. Thái viết. bọn Việt Nam quốc dân đảng Việt Quốc hoạt động ở Phúc Nhạc Bình Sa Hòa Lạc Tôn Đạo Hướng Đạo. bọn phản động đội lốt dân tộc hoạt động ở Phúc Nhạc Gia Lạc Nam Biên. bọn xã hội ở an toàn khu phát diện. Ngoài ra ở Phúc Nhạc còn có nhóm Bảo Hoàng do Trương Ngữ cầm đầu. Hoạt động của những đảng phái này rất lớn nhằm vào việc phát triển đảng viên và làm tiền chúng kiếm đảng viên bằng cách vừa mời vào đảng vừa đe dọa nhất là đối với những người khá giả và có địa vị xã hội có điều đáng chú ý việt quốc cũng biết rẻ rặt trong việc thu nhận trái lại đảng dân tộc thu nhận tất cả nhóm xã hội chỉ sinh hoạt với số người có học và có địa vị trong công giáo chúng có ảnh hưởng trong linh mục và tu sĩ Bí thư tòa giám mục tên Hàm rất kết với bọn xã hội, làm chỗ dựa cho chúng, nhưng Hoàng Quỳnh và đoàn độc thư không thích. Nhóm xã hội có tam vọng nắm phát diệm bùi chu qua con đường liên kết với Pháp và Bảo Đại. Nói chung, bọn chúng đang có nhiều cách kiếm tiền để hoạt động. Việt quốc và dân tộc, ngoài cách đe dọa nhà giàu ở trong vùng, còn buôn lậu cướp đường. Nhóm xã hội buôn bán to và mạo hiểm hơn. Chúng cho người ra Hải Phòng buôn các loại hàng giấy bút áo mưa đồng hồ máy chữ sắm lốp xe đạp chúng trên chở vũ khí từ hải phòng về cho lê hữu Từ. non một tháng thái để hết tâm lực nắm tình hình phúc nhạc và tăng cường lực lượng trinh sát để phát triển các cơ sở bí mật nơi sứ đạo lớn thứ hai của địa phận có tên đích xác tổng bộ công giáo tăng cường chỉ đạo phúc nhạc cấp thêm tiền súng và cử người có năng lực về chỉ đạo chúng ta Mai học lý Linh mục tuyên úy Chỉ đạo khu bộ Yên Khánh Được mời về tòa giám mục bàn bạc nhiều lần Lý khôn ngoan Giả quyệt Lại có học vị tiến sĩ thần học Giám đốc chủng viện phúc nhạc Được giới công giáo phát diện nề Lý lại trẻ hơn Năng nổ hơn Hoàng Quỳnh Bộ ba Quỳnh Thư Lý Là cái xương sống của Lê Hữu Tử Có điều Lâu nay Mai Học Lý chưa xuất đầu lộ diện nhiều vì Lễ Từ dành phần đất sứ đạo của hắn là một vị trí chiến đấu đặc biệt hơn Phát Diệm. Phúc Nhạc cổ hơn Phát Diệm, nhà thờ được xây dựng 1880. Một sứ đạo nằm ngay trên trục đường mới, làm trung tâm chỉ đạo hàng chục sứ đạo chung quanh. Tam Châu, Tôn Đạo, Hào Phú lại có đường sang Yên Mô và Thanh Hóa. Nhưng Phúc Nhạc đáng được chú ý hơn ở chỗ có trường đại trùng viện nơi trực tiếp đào tạo các linh mục trong khi phát diện chỉ có trường tiểu trùng viện ba bề bốn bên phúc nhạc có những cánh đồng rộng cách xa các thôn lương đằng sau nhà xứ còn có sông giang thượng chảy qua dùng làm bến liên lạc hay làm hào sâu che chở cho chỉ huy sở phúc nhạc càng tốt phúc nhạc nuôi dưỡng một lực lượng chống đối cách mạng nguy hiểm hơn phát diện sau những cố gắng của mình tổng bộ công giáo nhận ra rằng dân công giáo phát diệu không thuần bằng dân phúc nhạc hay những dân ở xứ trên có thể đúng vì phát diệu lai tạp giáo lương ở sen kẽ trừ khu an toàn lại đông tản cư trong đó trí thức văn nghệ sĩ thị dân những việc làm chống đối chính phủ lộ liễu của tổng bộ đều bị phê phán chê trách con đường tiến thoát của phát diệu càng không thuận lợi ra khỏi vài cây số đã là vùng bên lương mà co vào thì lập tức bị vây khốn ngay phía đối phương của phát diệm chỉ cần hai tiểu đoàn quân và súng nếu bị bao vây chỉ vài ba ngày đã hết lương thực lê hữu tử hoàng quỳnh trông chờ mai học lý đặt niềm tin vào ông linh mục trẻ này một tay lý đã xây dựng tổ chức pháo đài phúc nhạc suốt mấy năm nay không ai biết những công việc khá nguy hiểm của Lý Không ai ngờ rằng Cái dáng người thanh mạnh, khả ái Và nhỏ nhã lịch tiệp kia Cái ông Linh Mục hay lân la xuống các xóm Thăm hỏi ông bà già Tắm rửa cho trẻ con Hay bông đùa với phụ nữ Lại giấu bên trong Biết bao âm mưu thâm độc, quỷ quyệt Định biến phúc nhạc Thành lò lửa đốt cách mạng Của một vùng da cho bụi Sinh ở Trì Chính Năm 14 tuổi Lý nhập trường tập phát diệu và hai năm sau vào trường viện phúc nhạc. Học ở đây 6 năm, đúng 20 tuổi, Lý được gửi đi du học tại đại trùng viện từ Sai Paris ở Penang thuộc Malaysia, nhưng chỉ được 4 chức, Lý phải trở về Việt Nam. Dạy tiếng Latin tại trùng viện phúc nhạc. Lúc này, hình như Lý bị bỏ quên. Mãi đến khi một linh mục người Pháp dòng từ Sai Paris tên là Pige, giám đốc trùng viện Penang, sang thăm phát diệm cuộc đời lý mới tuổi thay ghe xin bề trên phát diệm cho gọi lý về học tại trường đại trùng viện hai năm sau lý thụ phong linh mục với khẩu hiệu hy sinh vì chúa và giáo hội lý được nguyễn bá tòng đặt làm tổng quản địa phận thường gọi là cha chính địa phận kiêm giám đốc trùng viện phúc nhạc khi Lê hữu từ về phát diệm lý vẫn là chính địa phận nhưng cứ ở phúc nhạc làm người tận lực giúp Lê Hữu Từ trèo chống con thuyền phản cách mạng có một không hai trong lịch sử đạo công giáo. Lý tổ chức mặt trận giải phóng tỉnh Ninh Bình và được chỉ định làm tỉnh đảng trưởng. Nguyễn Văn Quan, người Phúc Nhạc hay còn gọi là Cai Khoan, làm bí thư huyện đảng bộ dân tộc giải phóng Yên Khánh. Tên này to cao, tóc cắt ngắn, mặt vuông, nòng giữ tướng, ra dáng một tên ăn cướp. Hắn sinh ở Phúc Nhạc, lớn lên đi lính khố xanh Đã bóng giỏi nên được giám binh làm pè yêu cho làm cai khi cách mạng tháng 8 thành công y cởi áo lính chuồn về quê nằm đợi thời cơ ngoài hai nhân vật cao cấp này còn có binh ngữ phạm thái phạm quế tổng hiệp bình sơn những tên đầu trộm đuôi cướp có tiếng ở trong vùng làm tay chân sau này có thêm cao văn thăng bí thư quốc dân đảng tỉnh cũng đến phúc nhạc tham gia chỉ đạo công việc thường xuyên của mặt trận dân tộc giải phóng lâu nay nặng về tổ chức nhưng tên địa chủ cường hào gian ác ở trong vùng được ghi tên vào mặt trận trước tiên sau đó tên phú ông các nhà buôn rồi đến tránh trưởng trùm trưởng trong vòng nửa năm phúc nhạc hoàn chỉnh hệ thống tổ chức tỉnh đảng bộ huyện đảng bộ đến xã có con dấu máy chữ phúc nhạc vào vùng lân cận từ đây sống trong một tình trạng không yên ổn. Nạn tống tiền, giết người cướp của xảy ra như cơm bữa. Ban quân sự, ban ám sát, gọi là ban thiết huyết, do tên lính khú đỏ về hưu, bình ngữ phụ trách, đặt trụ sở tại trường trùng viện. Từng đêm sau giờ đọc kinh, khi ngọn gió mát lành của đồng bằng đã không vẳng đi những giọng kinh êm ái, hướng người ta vào cõi thiên đàng đầy hạnh phúc, thì những gì khủng khiếp nhất đã diễn ra trên sân nhà thờ. Vệ sĩ tập quân sự, bọn đàn anh rượu chè và bắt gái về hiếp, chiếu bạc trải ra trước tượng chúa, bọn phản động vùi đầu vào những cuộc đỏ đen. Lý Hữu Từ và Hoàng Quỳnh về dự lễ ra mắt của vệ sĩ Phúc Nhạc. Lễ đài dựng trước cửa nhà thờ, cờ vàng, cờ Vatican bay đầy lạc xóm. Hôm ấy vệ sĩ nổ súng thị uy, đạn lạc làm gãy chân một ông lão giáo dân máu chảy ngay trước mặt đức giám mục những ngày hôm sau nối tiếp các vụ giết cán bộ chôn sống người mang đầu lâu đặt ở trên mâm đến nhà cán bộ thuế dằn đè khục bố một ôn như hầu hà nội lại diễn ra ở phúc nhạc cũng do những tên ôn như hầu hà nội thoát về phúc nhạc bày cách cho đức cha và các cha người ta nhớ lại những vụ giết người cướp của tống tiền ở phố Ôn Như Hầu Hà Nội năm 1945 do bọn Việt Nam Quốc dân Đảng tổ chức. Việt Nam Quốc dân Đảng được tổ chức vào thời kỳ cuối những năm 20. Người tổ chức ra nó, Nguyễn Thái Học, đã bị xử tử cùng với một số ủy viên trung ương khác của Đảng vì đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy chống Pháp ở Bắc Kỳ. Đảng này sau đó tàn rã, nhưng một số đảng viên cũ như Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Trường Tam chạy thoát sang Trung Quốc Họ đưa vào quốc dân đảng Trung Quốc mà sống Làm người linh tinh, nghiện hút Hoặc làm sĩ quan trong quân đội tược giới thạch Năm 1945 Họ theo quân tàu trở về nước Kỳ quân tàu được đồng minh Giao nhiệm vụ vào Việt Nam Giải giáp quân đội Nhật Cái đảng ô hợp quốc dân đảng Được tập hợp lại Đòi tranh quyền với Việt Minh Vũ Hồng Khanh và Nguyễn Trường Tam Cầm đầu bọn này Vì quyền lợi của dân tộc Trên tinh thần đoàn kết dân tộc Nguyễn Trường Tam được Việt Minh mời tham gia chính phủ Liên Hiệp làm bộ trưởng bộ ngoại giao. Y đã cuỗng tiền của nhân dân trốn ra nước ngoài. Còn Vũ Hồng Khanh thì đóng trụ sở tại phố Ôn Như Hầu và quán tánh Hà Nội. Núp dưới bóng quân tàu gây các vụ bạo loạn cướp bóc. Công an cách mạng đã bao vây truy quét bọn chúng. Tìm thấy ở phố Ôn Như Hầu nhiều hố chôn người. Đó là các nạn nhân bị chúng bắt cóc, cướp giật và thủ tiêu sau đó vũ hồng canh trốn về phát rượu giúp lê hữu từ gây ra các vụ bạo loạn khác giống như các vụ ở trên đường mười trên mảnh đất có ngôi nhà thờ cổ nhất địa phận kia một cô gái phía trên đường mười đã nhắn người yêu quê ở phía dưới muốn theo anh xuống kim sơn sợ qua phúc nhạc du côn mượn đầu thái được đi giao phụ trách hẳn vùng phúc nhạc Tình hình đòi hỏi anh phải luôn có mặt ở nơi hàng ngày, vang lên tiếng kêu cứu của nhân dân. Tháng 8, cánh đồng chiêm trũng trắng xóa bột màu nước. Thái đi sâu vào các xóm ở bên trong phúc nhạc để nắm tình hình. Từ khi về đây, anh đã bỏ một thời gian xem lại tổ chức của ngành mình. Huyện chỉ có một tổ trinh sát, từ 5 đến 7 trinh sát viên. Mỗi trinh sát viên thường được phân công nắm tình hình hai ba xã Mỗi xã có một trưởng ban trật tự Các thôn có những trật tự viên Chính sát viên Phần đông là thanh niên Do các đoàn thể giới thiệu sang Anh em được huấn luyện Chưa hiểu biết nhiều về công việc điều tra Chính sát nhưng hãng còn trẻ Hàng hái công tác Họ là lực lượng đáng tin cậy Của chính quyền cách mạng Ngoài tổ chức trinh sát, ở một số nơi sung yếu, cách mạng còn lập các đồn trật tự để giữ gìn chị An ở trong vùng. Thái học các trinh sát viên, các trưởng ban trật tự, hỏi anh em. Chúng ta sẽ làm gì ở Phúc Nhạc? Nhiều ý kiến đề nghị xin quân đội tiếp sức, đánh úp vào nhà xứ, bắt gọn những tên cầm đầu. Thái đặt vấn đề hơi khác. Chúng ta làm việc này sớm quá. Có một bộ phận giáo dân chưa đồng tình. Cái kim ở trong bọc lâu ngày cũng sẽ gì mà lòi ra thôi bọn phản động trước sau rồi cũng bị trừng trị sớm muộn bà con sẽ nhận ra sẽ đứng lên phản đối chúng thái giao cho tổ trinh sát yên cánh điều tra nắm tình hình biết tường tận các đường đi lối lại ở phúc nhạc anh hẹn sẽ họp lại đúng vào ngày trung tuần tháng sau để bàn cách giải quyết dứt khoát vụ phúc nhạc năm hôm sau thái nhận được tin báo khẩn cấp anh vũ hồng nhiên bị mất tích anh Nhiên là trưởng ty tỉnh báo Nam Định Anh với Thái quen biết nhau đã lâu Thường có mối liên hệ trực tiếp trong công tác Triệu tập trường tổ trinh sát Yên Khánh Về huyện giữa đêm khuya Thái hỏi xem có động tĩnh gì Ở phía Phúc Nhạc hay không Trưởng tổ nói Đêm hôm qua nhà sứ Phúc Nhạc tắt đèn suốt đến sáng Hình như chúng mổ lợn uống rượu mừng công Sao đồng chí biết Tôi nằm trong hang đá Ở phía trước nhà thờ nhìn vào có mấy tên về muộn quần áo đầy bùn đất thái đoán chúng mới chôn người xong nên bày ra ăn uống phải là một cán bộ khá bị giết chúng mới vui vẻ nhộn nhịp thế này anh bàn đồng chí có thể ra tận đất thành phúc nhạc xem người giống giết đêm hôm thứ tư là ai không đồng chí trinh sát nhận lời Hành báo cáo thêm một cơ sở mới ở phúc nhạc ông lão du ông đã bị bọn vệ sĩ bắn vào chân hôm từ về duyệt quân đã có lần ông lão thấy bọn côn đồ chôn sống chị phụ nữ có thai anh trinh sát đi rồi thái cứ buồn chồn chờ đợi hỏi thêm tin bên ti tình báo nam định chỉ biết anh nhiên đi công tác về khu khu điện thêm anh nhiên làm việc xong đã trở về nam định thường qua thị xã ninh bình xuống đường 10 đi bến xanh vì có người nhà ở đó chắc chắn anh nhiên đã xa vào bẫy phúc nhạc rồi Hôm sau trinh sát về báo cáo Đã cùng ông lão du Lén ra đất thánh Đào cái hố mới lấp Nhận được mặt anh nhiên Điều tra kỹ hơn Trinh sát biết Phạm Thái nấp dưới gầm cầu Khương Thượng Dùng gậy Chọc vào bánh xe đạp của anh nhiên Đêm hôm anh đi công tác khu về Anh ngã xuống Chúng sấn ngay đến Nhét rẻ vào miệng Chói chặt hai tay Cướp súng tài liệu Lột đồng hồ Rồi đánh chết Đem vùi ở ngoài đất thánh các đồng chí công an đều muốn trả thù ngay cho anh nhưng tình thế chưa cho phép vài ngày sau cái chết của anh em liên lạc vệ quốc đoàn làm cho thái thêm giải dứt một đại đội trưởng vệ quốc đoàn từ yên mô sang tìm thái kể tại đội chúng tôi nuôi hai em lê xưởng và tô ban làm liên lạc các em đã bị bọn côn đồ phúc nhạc giết trên đường đưa thư về trung đoàn bộ rồi lần này thái cho người sống phúc nhạc bí mật vào nhà một cơ sở ở đấy liền năm ngày để điều tra một đêm mưa gió trinh sát bỏ ra đất thánh bởi mấy ụ đất mới đắp thấy một cảnh vô cùng tương tâm hai em liên lạc nằm chung một hố hai em đều bị chặt đầu nhưng lại không thấy đầu các em đâu bởi hố thứ hai mới thấy hai cái đầu đầu em lê xưởng còn đội nguyên mũ ca lô nhiều vụ giết người dùng rợn vẫn liên tiếp xảy ra trên đường phúc nhạc. Bọn mai học lý, cai khoan, phạm thái không còn tính người nữa. Ông lão du gặp thái mếu máu. Chúng nó lại giết một số người qua đường anh ạ. Người ấy là Nguyễn Văn Thung, làm nghề kéo vó ở trên sông Vạc. Anh Thung kéo vó được ít cá, đem lên chợ bán mua miếng thịt lợn ăn. Đi qua phúc nhạc, chúng nó giết anh Thung để cướp miếng thịt. Thật là xã man có câu chuyện tự vệ công giáo ăn thịt người mà mới nghe thái không tin nghe người ta nói anh vẫn gạt đi dù chúng có ác đến đâu khi cầm một miếng gan miếng thịt đồng bào bỏ vào miệng chúng chúng cũng phải dục mình kê sợ chứ nhưng rồi có những bằng chứng cụ thể về việc chúng uống rượu nhắm thịt một em nhỏ em mùi từ yên gánh xuống phúc nhạc may áo em cầm vải ở trên tay vừa đi vừa hát Niềm vui trong tâm hồn trẻ nhỏ trào dâng Em vui vì sắp được mặc áo mới mảnh áo mới Kết quả của những ngày chăn trâu cắt cỏ Ở trên đầu Đã lâu rồi, cuộc đời nghèo Em vẫn mặc áo vá vai Nay mùa gặt hái, địa chủ làng em Đã thực hiện giảm tô Cha mẹ còn dư bị ít thóc Đem ra chợ bán, lấy tiền mua mảnh vải Cho em may áo Mùi đi qua cầu Khương Thượng Một khúc thì có người từ trong một ngôi nhà trống ở ven đường gọi giật lại. Ê, bé con, quay lại tao bảo. À? Cai khoan đang say rượu, tay hắn lăm lăm một cây mác dài, mùi vẫn ngây thơ. Chú hỏi gì cháu? Mày đi liên lạc cho Việt Minh à? Đâu có, cháu đi may áo đây mà, chú khám coi. Mùi thật thà đưa cho cai khoan xem xếp vải 12 vuông. Xếp vải sợi thô, cứng thứ vải dệt ở một khung cửa miền quê nào đó. Cai khoan đem vải rồi không trả lại cho em nữa. Mùi đòi. Chú cho em xin lại để đi may áo chiều rồi. Đừng láo, mày muốn đòi hả? Ông thì ông chọc tiết. Trả đây, trả vải đây. Đừng cậy lớn mà ăn hiếp người ta. Cai quan trợn trừng đôi mắt tức giận. Hắn chẳng nói chẳng rằng, xỉa luôn lưỡi mác vào ngực em mùi. Em ngã xuống, lịm dần, máu ọc ra thành vũng lớn trên đường. Cái quan điệp nhiên kéo xác em mồi xuống ruộng lúa, hắn rút dao xẻo thịt đem về nhà, nấu rượu mận, gọi đồng đảng đến nhắm. Đường 10 vốn là con đường giao thông huyết mạch qua lại, bọn Phạm Thái, Bình Ngữ đã có lần bắt một anh cán bộ, trói chặt, rong ra giữa đồng mổ bụng moi gan luộc chín đem vào nhà thờ uống rượu. Trong tiệc rượu Cai quan đặt kế hoạch phá thuế nông nghiệp Hắn nói Vừa gặt xong Việt Minh đang hô hào nhân dân đóng thuế nông nghiệp ủng hộ kháng chiến Ta phải mau tay phá đám thôi anh em ạ Bà Khoan nói phải Việt Minh thu được thóc Thì bỏ mẹ chúng mình Ta cho quân đi mai phục Chặn các ngã đường Và các trụ sở thu thuế cướp lấy tiền và thóc Cách này hay lắm cai khoản vân công Tôi anh binh ngữ sẽ phụ trách hai toán vệ sĩ có nhiệm vụ cướp tiền và thóc thuế ở các xã cầu khương thượng sống phát diệm các anh phạm thái tộc hiệp dẫn hai toán hoạt động ở giữa các xã phía trên đến giáp thị xã ninh bình phạm thái nói thêm tôi đề nghị mỗi toán chung một khẩu hiệu đóng thuế cho việt minh là tiếp gạo cho việt minh ăn để phá đạo có được không nào đọc khẩu hiệu này và con giáo dân sẽ đồng tình Với việc ta làm ngay Chúng ngang nhiên cướp phá khắp vùng Coi như nơi này Không còn chính quyền cách mạng nữa Cách cầu khương chợ vài cây số Có một xã sôi đỗ Mấy thôn lương Ở về phía đầu nghèo lánh Nhà ông chủ tịch lại khuất nẻo tận cuối thôn Lúc chạng vạng tối Ông chủ tịch xã Vừa từ văn phòng về Đang thái rau cho lợn ăn Thì có 10 tên mang theo gậy gộc ngực đeo thánh giá quần rắn móng lợn chạy ập vào sân nhà chủ tịch xã đây phải không ông chủ tịch xã mềm mỏng đúng chủ tịch xã là tôi nhưng muốn nói gì thì cũng nên có phép lịch sự chứ không lịch sự với cộng sản vô thần vậy các anh muốn gì nộp cho chúng ta danh sách những người đã đóng thuế nông nghiệp ông chủ tịch xã phá lên cười ngoài có anh em dân quân du kích được tin tự vệ công giáo kéo đến nhà ông chủ tịch xã đã kịp thời tập trung được 10 người xã đội trưởng mang theo cả súng mút cơ tông nữa nghe tiếng lên cỏ súng lách cách tự vệ công giáo đâm hỏa bình ngữ rục nộp mau danh sách đi các anh xem nhà tôi mái tranh vách đất tôi đem của ấy về nhỡ bị đánh cắp hay bị cháy tôi lấy đâu ra đền tất cả ở ngoài trụ sở ấy các anh ra phá tủ mà lấy bọn côn đồ vội vàng rút lui sáng hôm sau chúng chặt đầu cán bộ thu thuế ở thôn đoài đặt lên mâm lấy lồng bàn đậy kín lại hưng đến nhà cán bộ thu thuế thôn nghĩa chúng tôi có món quà đến mừng ông đây tôi làm gì mà ông cho quà món quà rất là trọng thể biếu ông với điều kiện tôi chưa hiểu ông phải nộp lại cho tự vệ công giáo số thóc thuế ông đã thu nếu không số phận của ông cũng như bạn ông đây Cai khoan mở lồng bàn Nhìn đầu anh bạn cùng ngành Với mình đặt ở trên mâm Đôi mắt trợn trừng chưa kịp nhắm Tóc bết vào máu Cán bộ thu thuế tồn nghĩa ngã khủy Bụt rụt tay chân Các bạn vừa nghe xong phần 7 Tiểu thuyết phản gián Vùng biển sóng gió